Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị. Hôm nay thì tôi sẽ kể theo cái giọng, thử giống với cái giọng ngày xưa xem có giống không nhá. Không, anh em bảo là ngày xưa thì không, làm sao cái giọng nghe nó hấp dẫn hơn mà bây giờ. Có lẽ là bởi vì con người ta thì ai người ta cũng thay đổi. Và khi mình kể chuyện ma theo một thời gian dài thì mình muốn cái nhịp của mình là nó chậm chậm, nó dần dần và nó hấp dẫn. Nó không có cái sự luyến láy hay là những cái mà nó nhấn nhá nhiều như ngày xưa, kiểu kiểu thế. Thì cái cách kể của cái thời gian độ khoảng 1-2 năm trở đây của mình là nó rất là chậm. Nó sẽ chỉ như này thôi. Nó không có cái gì gọi là hào hứng. Có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy nó không có cái sự hào hứng hay là hấp dẫn ở từng cái câu chữ nữa. Thì ngày hôm nay tôi sẽ thử kể cho anh em theo một cái phong cách nó nhanh, nó hấp dẫn hơn để xem thử hấp dẫn không nhá. Đêm kinh dị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện dựa trên một bài về quỷ đói của người dân Quảng Trị. Bảy âm là tháng của ma, 30 điều kỵ ông cha khuyên rằng. Tháng 7 âm lịch trong quan niệm dân gian của người dân Việt Nam thì được cho là cái tháng gây ra nhiều xui xẻo và mang nặng yếu tố tâm linh. Với quan niệm là có thờ có thiêng mà có kiêng thì có lành, con người thường để ý hơn trong các hoạt động nhằm có thể nhận được nhiều may mắn và có tinh thần thoải mái. Họ cho rằng nếu bạn cố gắng tránh khỏi được 30 điều cấm kỵ của tháng cô hồn thì chính bạn cũng như gia đình sẽ không bị ma trêu quỷ hờn, thậm chí là rước vong vào nhà. Nếu như mà các nước phương Tây có lễ hội Halloween dành cho ma quỷ thì ở ngay tại Việt Nam cũng có cái tháng 7 cô hồn. Sự tích nhân gian kể ra thì phải vài chục trang giấy biến tấu từ thoại gốc sang đủ loại hình thù hù dọa người khác nhau. Nhưng mà có điểm chung là tất cả đều chứng minh một điều, ma quỷ là có thật. Theo âm dương ngũ hành thì tháng 7 âm lịch thuộc cái tháng có âm khí nặng nhất trong năm. Trong tháng này người ta thường hay gặp phải những chuyện kỳ quái và tất nhiên là họ cho rằng do ma quỷ làm. Vì chúng nó thì có biết kêu oan cho bản thân đâu. Như chúng ta đã biết, thông qua những cái câu chuyện truyền miệng hay ngay cả trong kinh Phật thì hình ảnh ma quỷ trong tháng cô hồn hiện lên rất đa dạng. Có tốt có xấu, có thiện có ác, tất cả đều gửi gắm một lời răn dạy sâu sắc cho con người. Khi sống phải hướng tới cái thiện để có được hạnh phúc ấm no. Còn nếu không thì sẽ bị ma quỷ quấy phá, chết rồi hóa thành ngạ quỷ, bị đầy đọa dưới cõi âm ti địa ngục mà phải chịu khổ hình. Trong cái tháng này, Diêm Vương cho mở quỷ môn quan, thả vong nhân hồi dương thăm người nhà. Ma quỷ từ âm ti giải tán đi tứ phương, nhà ai người đó về, không bị quan sai dưới âm quản thúc. Những người mà được gia đình thờ cúng khấn gọi hồn liền theo đó mà trở về. Còn ngược lại, nếu ai chẳng may chết bờ chết bụi hay ma quỷ đói không có trốn về thì làng vàng ngoài đường chờ người ta cúng kiếng cho miếng ăn hay chút tiền cầm cho ấm túi. Ngày dài tháng rộng dưới cõi âm ti lạnh lẽo cô đơn, mấy khi được lên dương thế không trách được chúng bày trò phá phách. Kể ra thì bọn chúng vất vưởng lâu năm, nhưng một năm chỉ được lên trần chơi vài ngày. So với tốc độ thay đổi của đường phố, nếu mà lượn lung tung cũng rất dễ lạc được. Thế nên cũng chẳng thiếu những cái phi vụ đi lạc vào nhà dân của chúng quỷ, cũng không trách bọn nó. Nói tới đây thì ông ngoại tôi ha ha cười lớn, lộ ra hai cái hàm răng nhuộm đen. Ông phe phẩy cây quạt, tay vuốt chòm râu trắng dài. Nhìn vậy thôi chứ mỗi lần mà muốn nghe ông kể chuyện là phải ngồi bên giã trầu mỏi cả tay. Vì một lần ăn ông có thể nhai 2-3 miếng trầu. Ông cụ nhà tôi năm nay cũng đã 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà trí nhớ so ra còn tốt hơn bố tôi gấp mấy lần. Ông có thể nhớ được những câu chuyện từ thời tấm bé của bản thân tới cho tận bây giờ, kể ra không sai lấy một chi tiết. Hồi trẻ thì ông là người có sức khỏe rất tốt, một mình vác hẳn hai vai hai bao gạo to, đi cả một quãng đường dài không thấy mệt. Chỉ có cái tật là cứ hễ uống rượu và là nói lắm, cam giam từ lúc ngấm rượu cho tới lúc rượu bay hơi mệt thôi. Nhưng mà được cái là từ trước tới giờ chưa hề nghe ai nói thấy ông say mà đánh vợ đánh con hay đập đồ gì cả. Ông cụ bảo đó là bản lĩnh của một người đàn ông. Ông tôi là người truyền thống, thích mặc mấy cái tấm áo bà ba bạc màu, ngồi dựa vào tường trên tấm sạp nướng ngoài hè. Mỗi ngày thì đều nhìn ra cổng, ngóng chồng con cháu trở về. Bên cạnh luôn là một cái đài cassette cũ, theo năm tháng đã chóc sơn. Âm thanh thì re re tiếng phát ra, nghe còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. Nhưng mà mua cho cụ cái mới cho cụ nhà thì lại không ưng bụng. Nhớ cái hồi bé có lần phải về quê ngoại ở vì mắc bệnh đậu mùa.
ông ngoại tôi khi ấy tay chân vẫn còn linh hoạt. Sáng nào mà gà chưa gáy cũng đã rời giường xuống bếp nấu cháo với thuốc cho tôi. Năm đó ở quê mất mùa, mưa lụt thừa hại hết hoa màu. Nhưng mà nghe tôi nói là thèm ăn khoai, cụ nhà lật đật đạp con xe Thống Nhất lên tận chợ huyện, cách nhà phải gần 8-9 cây số, chỉ để mua cho tôi một củ khoai lang nóng. Cái đường đất ngày xưa thì đâu có dễ đi. Thấy ông về mà cả người mồ hôi ướt đẫm, nhưng mà ông đâu có quan tâm. Vội vàng dựng xe, rồi lôi trong người ra cái bọc quấn mấy lớp giấy đưa cho tôi, miệng cười cười mà bảo: "Ông mua được khoai cho con rồi đấy, lát ăn hết rồi chịu khó uống thuốc cho mau khỏi nghe chưa?" Tôi khi đó nhìn củ khoai còn hơi bốc khói mà thương ông vô cùng. Về quê ngoại thật sự rất là thích, không bị tiếng xe cộ làm cho giật mình tỉnh giấc. Mỗi sáng đều được tận hưởng hương thơm của đồng lúa xanh dờn vào cái lúc bình minh, đưa tay bắt lấy từng làn gió nhẹ thổi qua còn dịu dàng mơn trớn trên da trên thịt. Cũng giờ làm cho tôi quên đi cái gọi là bộn bề của cuộc sống. Niềm yêu thích nhất của tôi vẫn là ngồi cầm cối giã trầu, nghe ông ngoại kể những câu chuyện mà ông đã trải qua hồi trẻ. Không biết là có thật hay không, nhưng mà nó thực sự rất hấp dẫn. Tôi thích nhất vẫn là câu chuyện mùa đói của ngũ quỷ. Câu chuyện nghe hư cấu nhưng rất là thật của ông ngoại. Câu chuyện này bắt đầu năm ấy ông tôi 20-21 gì đó, cũng vào cái tháng 7 âm như này đây. Ông tôi đi uống rượu bên nhà ông anh làng bên, uống tới khuya. Nhà người ta khuyên ông ở lại rồi mai hẵng về, nhưng mà ông ngoại tôi đâu có nghe, vác xe đạp mới đạp về. Gió đêm thổi từ đồng vào mát rượi, ông tôi lộc cộc đạp xe trên con đường đất thông qua mấy hàng lúa đang kỳ đứng cái. Chẳng biết gió thổi hay sai mà con xe hết liệng trái rồi nghẹo phải. Cuối cùng là ông ngoại tôi xuống xe ném mẹ nó vào bụi rồi loạng choạng trở về. Vừa đi vừa ngân nga vài câu chèo mà ngoại tôi mới thuộc hồi sáng. Hai mắt cụ đã nhòe nhòe không rõ phương hướng mà té lên té xuống vài lần. May sao đêm nay trăng gần rằm nên cũng phần nào sáng sủa. Cụ lần mò được về tới đầu làng thì hai mắt díu lại, cụ mới kể: "Khi ấy ông buồn ngủ quá, tính độ đâu ghé lưng chợp mắt một chút nên chui lại đằng sau cái cây đa đầu làng rồi nằm ngủ. Tới khi trăng cũng gần đứng bóng thì nghe thấy cái tiếng gì rầm bàn cãi đâu đó vang lên. Thấy thế cứ nghĩ là chắc ai đó ở đằng trước cây đa cũng ghé lưng ngồi nghỉ nên tặc lưỡi, mặc kệ mà ngủ tiếp. Nhưng mà đâu có ngủ lại được đâu, tiếng gì rầm trở thành tiếng cãi nhau to, rồi trong đó xen lẫn cả cái tiếng hù hù khóc chứ. Ông lúc đó cũng tỉnh rượu phần nào, bò dậy ngó xem là cái chuyện gì mà nghe bọn nó khóc thảm đến thế. Vừa ngó qua thì giật mình thụt người lại, cứ tưởng là mình còn say nên nhìn nhầm. Hai con mắt ông phải cố nheo lại cho rõ. Dưới ánh sáng trăng, phía trước xuất hiện hình ảnh của 5 con quỷ đang ngồi thành một cái vòng tròn. Mỗi con đều có một hình thù kỳ quái khác nhau. Con thì cụt đầu, con đối diện chỉ có một con mắt trên mặt. Con bên trái còn cụt đầu thì cả người gầy trơ xương. Con ngồi bên cạnh thì trên cổ có cái dây thừng quấn quanh. Con còn lại thì cả người run bần bật mà than lạnh. Thấy vậy ông run quá, vội vàng nằm xuống niệm Phật, lạy trời cho bọn nó không phát hiện ra. Nhưng mà khi đó do đang dính rượu mới nổi máu liều, bản tính tò mò thôi thúc ông nhẹ nhàng bò xích lại gần rồi nằm lắng xem bọn nó nói cái gì. Nghe hồi lâu hóa ra là bọn này than nhau về việc đi xin ăn. Một con mới cất tiếng hỏi: "Ờ kìa chú quỷ đói, sao nay đi đâu mà buồn rầu buồn dĩ như quỷ mất mùa chay, hay lại vào quấy phá nhà ai, mang phải đòn rồi lui đó?" Con quỷ đói là cái con gầy trơ xương. Nó gục đầu lên vai con quỷ treo cổ, tay che miệng hu hu mà khóc: "Ôi các bác ơi, mai là rằm tháng 7, em nóng nảy quay cuồng chạy vào tận cái cầu Hiền Lương, chẳng thấy trống thấy chiềng, chẳng hay tin hay mỏ. Thế là em lần đi từng ngõ, em dòm ngó từng nhà, cơm nếp với thịt gà chẳng thấy ma chi." Mấy con còn lại nghe thì mới hiểu ý, bọn nó thở dài sườn sượt: Thôi, chú đừng có khóc nữa, sao không tới nơi khác mà xin ăn, biết đâu họ lại cúng như cái gì ngon thì sao?" Con quỷ treo cổ vỗ vỗ vai an ủi con quỷ đói. Nghe con quỷ một mắt chép miệng nói xong, con quỷ đói lại còn khóc to hơn: "Em cũng nghĩ là thế nên hai chân hối hả chạy về Vĩnh Thạch Vĩnh An. Nghe họ khấm dân gian, em mở cờ trong bụng, nghĩ rằng họ cúng chắc được một bụng no nê. Ai hay họ đọc về, họ đánh vần quốc ngữ à.
Ê, con quỷ mất đầu vang lên tiếng thở dài. Nhìn thấy nó vận một cái áo tấc màu đen, tay cầm cái quạt bẹ cau, phe đi phẩy lại trên cái đầu. Nhưng mà khi nhìn lên trên cái cổ đó thì không thấy cái đầu đâu. Thật sự nó ám ảnh vô cùng. Nó ngồi quay lưng lại cho ông nên mãi khi nó quay ngang người đổi tư thế nói chuyện, ông mới thấy một hình ảnh hết sức kinh hoàng. Cái đầu con quỷ hiện tại không nằm trên cổ là vì nó đang lọt thỏm dưới cái bụng rồi. Trông cách đi đứng rồi ngồi xuống của nó, ông đoán chừng khi sống người này thì cũng là một bậc trí thức đó. Nam dáng có lẽ là một vị thầy đồ trong vùng. Con quỷ đói lại thút thít khóc, vừa khóc vừa cầm lấy cái áo con ma treo cổ mà xì mũi vào ấy, tủi thân. Em chạy không kịp thở, về tê am hồn dò mãi xuống dưới cồn cũng vắng tẻo vắng tèo. Nói xong thì nó còn khóc to hơn trước. Ông nghe mà tưởng nó khóc sắp tới ngất rồi. Nào nào chú cứ nín đi đã xem nào. Tôi nghe mấy người đi qua đây nói là nay có cái phường trèo. Về đó, sao không qua đó mà xin ăn? Quỷ mất đầu lấy lại cái quạt, cho nó bình tĩnh lại đã. Em đi hết rồi bác ơi, em ba cẳng bầy giò lo mò em chạy tới. Ai ai họ theo đời sống mới, chỉ hò hát liên hoan, trên bếp với dưới bàn cũng vắng sồi vắng cháo. Nói đoạn nó lại dừng khóc một lúc và xì mũi. Em bơ vơ báo, váo xôi hỏng bỏng, không có bác kiếm được cái trái thị trái bỏng thì cho em ăn với. Cả đám quỷ mới đưa tay vào túi, lộn qua lộn lại chẳng còn dính lấy một hạt cát nào. Năm đứa mới thở dài. Quỷ treo cổ ngồi bên cũng khóc theo, làm con quỷ đói tưởng nó thấy mình xấu khổ nên khóc thương. Thế là vỗ lưng quỷ treo cổ, miệng mếu máo nói cùng. Thôi 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 nín đi, tao không đói nữa đâu, ngoan nín đi. Con quỷ treo cổ cầm lấy tấm áo của mình, đưa lên lau nước mắt, mồm vẫn đang khóc hù hù. Quỷ đói há mồm định bảo nó cái gì đó nhưng đã muộn rồi. Miệng há ra không dám khép lại, chờ nó lau xong tay run run chỉ vào cái miếng áo ướt đẫm nước mắt của con quỷ treo cổ. Cái đó, chỗ đó tao vừa lau nước mũi mà. Con quỷ treo cổ đơ người mấy giây, hồi hồn nó nở một nụ cười quỷ dị, đưa tay cởi cái dây thừng trên cổ xuống ngoắc vào đầu con quỷ đói, nhanh như là tuyệt chiêu câu chó của cái bọn cẩu tặc đó. Chỉ nghe con quỷ đói rú lên tiếng ằng ặc phát ra như bị xiết chết rồi. Mấy con còn lại vội vàng nhảy vào can ngăn, lôi con quỷ treo cổ ra để giải cứu cho quỷ đói. Quỷ một mắt túm lấy quỷ treo cổ qua một bên, vội vàng lên tiếng hỏi. Này thấy chú hí hửng về thay đồ mới, kêu là nhà có khách kia mà, ăn uống mà không chừa cho anh em tí thì nhỉ? Con quỷ treo cổ đã thôi khóc, nay nghe hỏi lại bắt đầu nức nở hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Cái mặt nó thì trắng toát, hai mắt sâu hùn hút, khóc lên trông đáng sợ vô cùng. Một hồi lâu sau chỉ còn nghe tiếng thút thít, mấy con còn lại mới dám lại gần. Thế làm sao mà lại khóc? Các bác nghĩ xem, em nghe nói tối nay có đám trẻ đến chơi, thế là từ sớm em dọn dẹp nhà cửa, quét tước xung quanh, thay đồ mới rồi người chơi vậy mà. Nói được mấy câu, nó lại khóc giống lên tiếp, làm cả đám quỷ chẳng hiểu đâu cua tay nheo, mới quay qua nhìn nhau. Quỷ mất đầu lấy quạt đập đập mấy cái vào người con quỷ treo cổ. Chú cứ kể hết đi rồi ăn khóc. Thì khách tới em cũng nhiệt tình tiếp đón, tới họ bày bánh kẹo hoa quả ra, em cảm động tới sắp khóc. Vậy mà ai hay chữ ngờ chứ. Ai ngờ gì? Bốn con quỷ đồng thanh hỏi. Ai ngờ bọn nó tới còn làm ra mấy cái thao tác kỳ lạ. Em cũng kìm nén cơn thèm ngồi chơi cùng cho phải đạo chủ nhà chứ. Chúng nó quay thành một cái vòng tròn giữa bầy lễ, phần trung tâm để cái ông bò đong gạo đó. Một thằng đứng lên đốt ba que hương cắm xuống, khấn vái cái gì đó em nghe không rõ, vì nó đọc cứ như tập đánh vần vậy. Còn chưa kịp hạ mông xuống nền đất thì thằng to nhất trong đám hét lên. Cái lon nhảy kia, Mai Hiển Linh. Em còn tưởng là câu khẩu lệnh của bọn nó, vì cái lon đúng thật là đang không ngừng rung lắc, rồi lăn qua lăn lại như bị điều khiển chứ. Ai ngờ cả đám nó bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy mất hút. Đã thấy bọn nó còn vừa chạy vừa hét Ma. Em ngờ ngác ngác có hiểu cái mô tê chi. Cả một đám giờ còn đúng một thằng đứng cười như khùng.
Rồi từ đâu trong bụi một thằng lò dò chạy ra. Em tưởng là bọn nó chuyển từ ma lon cho chơi trốn tìm. Thế nên ngồi xuống chống tay ngảnh cổ, đợi bọn nó chơi xong để gom đồ vào nhà ăn. Thế mà các bác có biết không, em còn chưa kịp hưởng tí hương tí hoa nào thì hai cái thằng mất dạy kia nó bốc hết, gom không chừa một cái gì trên đĩa, cho vào túi rồi cứ bỏ về. Em thấy thế thì ngây ngốc mất mấy giây, đầu hiện lên một cái dàn dấu chấm hỏi. Nghĩ tới cái bụng đói, vội vội ông vàng em chạy theo xin tí đồ cầm hơi. Ai mà biết hai thằng quỷ kia nó thấy bóng em đuổi theo thì lại hét ầm lên là có ma, rồi vác giò lên cổ mà chạy. Em mới gào, ôi giời ơi, đồ ăn của tôi mấy thằng quỷ kia. Rồi cũng đuổi theo giải thích. Thế mà càng rượt thì hai thằng nó lại càng chạy nhanh. Sau đó, và không còn sau đó nữa. Các bác nói xem, bọn nó tự đến tự chơi thì còn gọi em lên làm cái quái gì, con người quá đáng lắm luôn đó. Con quỷ treo cổ rưng rưng hai hàng lệ, kể xong lại ngồi tủi thân khóc. Do chú xấu quá đâu mà, dọa chú nó chạy mất dép rồi. Thôi nín đi, lần sau rút kinh nghiệm có miếng ăn là phải nuốt nhanh nuốt gấp, chứ chờ bọn nó thắp nhang khấn vái xong thì đúng là còn cái bọc. Con quỷ mất đầu phẩy quạt, nhìn qua con quỷ đang ngồi run như cầy sấy mà hỏi, còn chú, mùa này có ai cúng kiếng cho miếng gì không đó? Quỷ chết đuối cả người lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau, phát ra cái dàn âm thanh cành cạch ồn ào, nói không ra hơi rồi. Nào có đâu bác ơi, em cũng chết đói như các bác thôi. Nói rồi tay đưa vào túi, móc ra cục nhìn như giấy, ngầm nước, đưa cho bốn con quỷ kia xem. Cái gì thế? Chúng nó cùng hỏi. Tiền bác ạ. Em dưới này lạnh, muốn mua vài tấm áo mặc cho ấm thân, mà không ai đốt, đút cho bọn quỷ sai bọn nó chê, không có lấy. Chú đưa cho tôi còn đánh thêm. Quỷ một mắt nhìn cục tiền như mớ giấy vữa, hai mắt dần giật. Con quỷ chết đuối không nói gì, thì chắc cả bọn nghĩ nó là mớ giấy đi cầu người ta vứt xuống ao, không khỏi lắc đầu mà ngào ngán. Con quỷ một mắt thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xôi, tâm trạng đầy phiền muộn. Các bác có đói thì cũng là do người nhà mất cả hương hỏa thất lạc, còn em đây thì... Con quỷ mất đầu vớt chòm râu dài, nhìn theo hướng quỷ một mắt mà ngóng vào làng, lắc đầu. Chữa rằng vấn tổ tầm tông, cháu còn nỡ bỏ cha ông sao đành. Đất ra tiền để lại, con cháu ham lợi bán rẻ đi. Bàn thờ bát hương nhang khói, bị người ta ném ra bờ ra bụi. Thất đức thật mà. Vốn là nhà mình, giờ muốn vào nghỉ chân, mà thổ công không cho, ra tiên nhà người ta thì cũng đuổi. Chỉ có thể làm ma quỷ vất vưởng ngoài đường, đi tìm con cháu thì biết nơi đâu mà tìm. Chúng nó giờ nhà cao cửa rộng, nhớ chi tới được tổ tiên mà thờ mà cúng. Bàn thờ cho cao lễ bày cho sang, cũng chỉ là một cái ghế lạnh, đâu có phải thờ mình đâu mà ngồi. Độ đầu ma quỷ lai vãng nó vào nhà nhập ghế làm loạn thì rơi vào cảnh nguy hiểm, ra tiền mà có thiêng cũng khó lòng cứu giúp được. Thôi bác ơi, con cháu ăn ở không phải đạo thì để trời nó trị, bác lo chi mệt cái thân. Quỷ đói an ủi lại khiến quỷ một mắt nặng lòng hơn. Nói gì đi nữa thì cũng là con là cháu, là đời sau của mình, làm gì có chuyện bề trên nhìn con cháu bị trời phạt mà làm ngơ. Con quỷ đói cất tiếng ngân nga bài hát mà nó nghe được từ một bà lão ăn xin. Mấy mùa cô hồn trước đêm nào nó cũng thấy cái bà nằm ngủ ngoài thềm cái miếu hoàng ở bên kia đồng, thân thể gầy gò, áo quần rách tả tơi, một cái đầu phủ đầy sương gió đã bạc trắng, nằm co ro một góc mà run rẩy vì cái lạnh của cuộc đời. Nhớ tới cái đêm nó thất thểu trở về vì không xin được gì, ôm bụng đói chui vào trong miếu hoàng ngủ cho đến nửa đêm, nó nghe tiếng gì rầm khấn vái mới mở mắt ra. Phía trước mặt là một chai cam nhỏ bà lão ấy đang cúng. Nó rất cảm động vì từ trước tới giờ bản thân là quỷ đói, nào có ai quỳ lạy cúng bái cho nó tử tế vậy đâu.
Quỷ đói từ đó rất biết ơn bà lão, nên đêm nào cũng tới canh cho bà ấy ngủ. Nhưng mà mỗi năm thì nó chỉ được lên dương gian mười mấy ngày, hết hạn thì phải trở về. Năm nào cũng thế, cái việc đầu tiên khi được lên trần là đi tìm bà lão kìa. Nhưng mà rồi tới cái mùa của cô năm ngoái, nó đã chờ bà lão rất là lâu, nhưng đến tận ngày phải về lại âm phủ vẫn chẳng thấy cái dáng lưng còng vác túi đi ăn xin về nữa. Nó vào làng dò la thì mới biết năm nay mất mùa lại thêm mưa lũ lâu ngày, bà ta đã già nay đau mài ốm không thể nào xin ăn. Cuối cùng vào một cái đêm mưa gió đã già đi vĩnh viễn. Bà ra đi không một ai biết, và chắc hẳn cũng chẳng ai quan tâm tới cái chết của bà, ngoài con quỷ đói. Nghe xong thì nó đã khóc. Người ta nói nước mắt của quỷ là thứ trân quý nhất, bởi vì khi mà con quỷ khóc là khi nội tâm nó đau đớn tột cùng. Đến quỷ còn vì một quả cam cúng mà biết ơn, thì thử hỏi những đứa con của bà lão kia liệu có thấy dày rứt hay không. Vẫn nhớ rất lâu một câu nói: nếu bạn nói ma quỷ là thứ đáng sợ, đưa tay đây, tôi dẫn bạn đi xem lòng người. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép hụt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ chi cò bé bú bầu sữa ngon. Nhớ chi còn bé còn con, bây giờ cò lớn cò còn nhớ không. Vì đâu có cánh có lông mà cò đã vội quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ, ý à mẹ già không nuôi. Thanh âm phát ra của quỷ vốn rất vang và sắc lạnh, nhưng mà khi nghe nó cất tiếng hát lại không khỏi làm ông xúc động. Lời hát ra giết kể ra được sự bất hiếu của đứa con, nỗi đau của người mẹ già lưng còng bị chính con ruột vứt bỏ. Hát vài lần nó chợt thôi, cả năm con quỷ lại rơi vào im lặng, chỉ còn nghe gió và cành đa vang lên từng cái tiếng xào xạc. Và dưới nền trời lạnh lẽo làm ông rét tê cả người con ạ. Nhưng mà cũng đành nằm im và không dám làm liều. Tiếng trống tiếng chiêng ảnh làng vang lên ngày càng nghe rõ hơn. Từ đằng xa thấy một hàng người nhát nhảy như là chảy hội dần dần đi tới gần. Ông mới thắc mắc là bây giờ cũng nửa đêm, sao lại còn nhà ai rước lễ lớn đến như vậy. Mãi khi họ tới gần ông mới nhìn kỹ, hóa ra đều không phải là con người. Đi đầu là năm người mặc áo giáp như lính, hai chiêng hai trống dẫn đầu đoàn. Một người đi trước mặc áo giáp bạc, tay cầm cái cây đinh ba, vừa đi vừa đọc lên từng đoạn thơ với âm thanh vô cùng vang. Đêm khuya thành vắng gió lộng sương rời, người âm khắp nơi mau mau hồi trốn. Cái tiếng hét mỗi lần dứt là đoàn người lại vang lên tiếng khóc nức nở. Mà quỷ tứ phương lần lượt nhập vào hang, rất có trật tự, đi theo đội ngũ dài răng rạc. Trong đêm tối hình ảnh dọa người cũng đủ cho ai thấy thì đều sợ hãi. Có nhiều con định rời hàng quay đầu lại về nhà, bị tiếng trống tiếng chiêng thu hút quay trở về yên vị tại vị trí cũ. Trong người có tí hơi men nên ông gan cũng to hơn hẳn, ngồi dậy mới lén lén thò đầu xem cho rõ. Nhìn trong hàng có vài người quen, họ đều là người trong làng đã chết lâu năm. Ông mới sực nhớ này đã là 14, giờ cũng đã gần giữa canh tí, tức là sắp 12 giờ đêm. Mà đêm nay là thời hạn âm ty đóng cửa, nên quan binh đang phải lên trần gọi chúng về, tránh quyến luyến người thần mà trễ giờ. Cũng là tránh cho chúng ở lại trần gian, trở thành oan hồn dã quỷ, gây hại cho người sống. Năm con quỷ thấy giờ về đã tới rồi, mới thở dài một hơi. Năm này mùa đói lại về với tay không rồi.
Hàng dài đi qua, bọn chúng cũng nhập hàng theo đoàn vong hồn về lại dưới ầm. Đi tới cái đình làng, cả đoàn dừng lại, tiếng chiêng trống im bặt, không gian trở lại cái sự yên tĩnh vốn có. Quỷ sai đi đầu mới hét: âm lộ đã mở, chúng vong theo hàng quy hồi âm giới. Đoàn dài lần lượt nối nhau đi thẳng mất hút. Ông chờ chúng rời đi hết mới lồm cồm bò dậy, đi lại chỗ đó xem thế nào. Nhưng mà phía trước chỉ là một khoảng đất trống thôi. Tôi dần tỉnh sau cơn hoài niệm về quá khứ cùng với ông ngoại. Thấy trên má đã ướt lúc nào không hay. Nghĩ tới câu chuyện ông ngoại kể, thực ra bao năm nay tôi vẫn nhớ, nhưng mà về cái độ chân thật của nó thì cần phải nghiên cứu lại. Bà ngoại tôi nói là cái sáng hôm sau đó, người ta đi đồng phát hiện ông tôi ngủ chồng vó ở đầu đình làng. Kêu dậy lại con hỏi: sao mấy người vào được nhà tôi? Bà còn bảo đợt ấy ông làm mất cái xe đạp, vì vứt ở đâu không nhớ, nên bị ông cố đánh cho một trận. Tận khi có vợ mà vẫn bị bố đánh cho lên bờ xuống ruộng như thường. Bị đòn là vậy, nhưng ông ngoại tôi vẫn một lòng chăm lo tắm rửa, bưng bô đổ phân cho ông cố tôi. Tới tận khi ông cố thanh thản nhắm mắt xuôi tay, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Tiếc rằng ông ngoại tôi không được thế. Cả một đời sống thiện hành y cứu người, bao nhiêu năm, tới cuối cùng lại chết đau đớn trên giường bệnh. Tới lúc ông mất, tôi vẫn là chưa có một ngày báo hiếu cho ông đúng nghĩa. Cúi đầu lại Đức Phật khấn xin ngày phổ độ chúng sanh, xin phù hộ cha mẹ có một cuộc đời bình an, về già không lo không nghĩ. Xin trước ngực luôn là một nhành hoa đỏ, để mãi không phải chịu cảnh mẹ mất cha đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên, xen lẫn bên trong là tiếng mõ. Âm thanh khiến cho mọi tạp niệm trong lòng dần biến mất, thay vào đó là sự an nhiên thoải mái. Về chùa nghe tiếng tụng kinh, sư ông quét rác giật mình: Nam Mô, trần gian một mớ xô bổ, thầy ơi quét hộ hộ đồ trong con. Giữa chốn linh thiêng, tôi mơ màng nhớ tới lời ông ngoại dạy: trong các tội không có tội nào lớn bằng bất hiếu, các tội khác có thể tha thứ và thông cảm, riêng tội bất hiếu khó mà tha. Trên đời này không có một người con bất hiếu nào mà công thành danh toại, chỉ có những người con biết hiếu thảo mới làm nên sự nghiệp lớn lao. Đó là đạo lý làm người với trái tim hiểu biết. Sống ở trên đời nếu hướng thiện, khi chết sẽ được tới cõi an nhiên vĩnh lạc. Còn kẻ sống ác, làm nhiều điều bất nhân thất đức, thì sẽ bị âm bình bắt giữa âm ti, hành nghình bị ném vào cõi ngạ quỷ. Buổi lễ kết thúc, tôi trở về cả đoạn đường đi, bản thân cũng nhận ra nhiều điều. Tôi thấy được mọi sự trên đời đều có nhân quả. Sống cho phải đạo làm con, để tới khi cha mẹ ra đi cũng không còn hối tiếc vì chưa làm tròn đạo hiếu. Lời cha dạy con vẫn còn ghi mãi. Tuổi hồn nhiên thơ dại bước vào đời, muốn tung hoành khắp chốn mọi nơi, con phải hiểu luân thường đạo lý. Thực ra bản thân tôi thấy những câu chuyện mà ngoại kể đều có lồng ghép những thông điệp răn dạy rất lớn. Cái chuyện mùa đói của ngũ quỷ trong sự hài hước có đen xen cả những cái bài học. Tình tiết sẽ khiến người ta tò mò, vì sao con quỷ đói không xin được ăn, vì sao quỷ một mắt lại có nhà mà không thể về, và sau đó là tự nhìn nhận lại thái độ sống của mình. Bạn sẽ thấy ma quỷ đôi lúc sống còn có tình người hơn chúng ta. Ma quỷ thời của ngoại nó còn xin ăn tử tế, chứ bây giờ đám cô hồn chết thì chưa thấy đâu, mà cái đám cô hồn sống nó nhảy hẳn vào nhà xin luôn cái két sắt, chứ dễ gì vài ba cái đồng tiền lẻ. Đến cả bàn cúng chúng sinh, người ta cúng như người âm hưởng, hương chưa tắt, vòng chân trần đi qua thỉnh cả mâm và rồi vọt đi luôn. Dựa thời buổi ra đường phải có giấy phép đàng hoàng, không biết là chúng nó lên trần có cầm theo giấy tờ gì hay không, hay ngờ ngờ ngao ngáo rồi lại bị bế đi cách ly. Khẩu trang không ai đốt cho thì lấy gì mà che Covid. Quan sai dưới âm thì không biết là đã thông báo tình hình trên trần vừa Covid-19 hay không nữa. Mấy năm nay thì tới người trần còn đói nhè răng mốc mồm, chứ nói gì tới người âm. Tiền đâu mà đốt
đồ đâu mà cúng cho nó. Và câu chuyện ngày hôm nay rất là thú vị đúng không nào? Nó chỉ là một kiểu tản văn ngắn ngắn thôi, mà nó cũng không có gì gọi là quá. Nhưng mà mình thích cái câu chuyện này, mình thích ở điểm là những cái thơ mà tác giả lồng vào nó cực kỳ là hay. Và khi mà đọc cái bài Con Cò thì mình đã sởn hết cả da gà. Hay vậy. Anh em thấy câu chuyện ngắn ngắn này có hay hay có hấp dẫn hay không? Và cách mà tôi kể vừa rồi thì đã đủ hấp dẫn và đã giống ngày xưa như hay chưa? Nhớ comment xuống bên dưới nhá. Về video này đừng quên like và quan trọng nhất là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.